Theo điều tra, chiều 16 tháng 10, Trần Hữu Phương 42 tuổi, ngụ ấp An Ninh, thôn Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, có hẹn với hoàng hậu cũ là chị Lê Thị Thu Hà 29 tuổi, ngụ ấp 3, thôn Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, đến quán nước giải khát mái lá tại thôn Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè để giải quyết việc nuôi con và chia tài sản. Phương đi một mình đến nơi hẹn, còn chị Hà cùng anh Trần Tuấn Hạnh sinh năm 1984, ngụ phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, chồng sắp cưới của Hà và ba nam thanh niên khác đi trên xe ô tô đến điểm hẹn. Trong lúc thủ thỉ, chị Hà và Phương nảy sinh mâu thuẫn và cự cãi. Phương dùng tay tấn công chị Hà nên anh Hạnh ra tay can ngăn. Sau đó, Phương dùng cây kéo tấn công chị Hà. Thấy hoàng hậu sắp cưới bị tấn công, anh Hạnh đã lao tới đỡ nhát kéo cho hoàng hậu và bị đâm trúng ngực trái tử trận sau đó. Chị Hà cũng bị Phương đâm trọng thương. Sau khi gây án, Phương lên xe máy rời khỏi hiện trường và bị cảnh sát tóm giữ vào tối cùng ngày. Theo điều tra, Phương và chị Hà kết duyên vào năm 2011, cả hai có với nhau hai con trai. Quá trình chung sống, cả hai xảy ra mâu thuẫn và ly hôn vào cuối tháng 8 năm 2019. Đến ngày 15 tháng 10 năm 2019, chị Hà đăng ký kết duyên với anh Hạnh. Sau đó, cả hai về gặp gỡ Phương để giải quyết việc nuôi con và chia tài sản. Trong lúc thủ thỉ với chồng cũ, chị Hà có để giấy đăng ký kết duyên với anh Hạnh trên bàn. Điều này khiến Phương càng thêm bực tức và không kiềm chế được cơn tức giận. Bước đầu, tại cơ quan công an, Phương khai nhận không có ý muốn đâm anh Hạnh mà chỉ có ý đâm hoàng hậu cũ do bị phản bội. Hiện công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự Phương để điều tra về hành vi giết người.